Chào mừng các bạn đến với AT Central và Ngọc Automation. Cái nội dung của cái phần này thì mình sẽ giới thiệu đó chính là làm sao để mà xuất cái báo cáo bằng C-Script hay là VB-Script trên Unity. Thì nội dung bao gồm hai phần, đó chính là xuất báo cáo bằng nút ấn và xuất báo cáo một cách tự động khi mà trộn xong hay là làm xong một cái nào đó. Ok, nội dung là như thế này. Thì ở đây có 3 cái màn hình chính. Một là màn hình main screen này, hai là màn hình report, tức là màn hình báo cáo ấy, thì bao gồm các cái thông số như là ngày lập biểu này, thời gian lập biểu, các cái thành phần của cái mark trộn hay là tổng trọng lượng đã trộn được của một cái mark nào đó, của một cái mẹ trộn nào đó. Và đây có thể tên của cái dự án hay là tên của project. Và có một cái nút ấn, tức là xuất báo cáo này. Khi mà các bạn kích cái nút ấn này thì nó sẽ xuất hiện cái báo cáo. Và màn hình thứ ba đó chính là màn hình information, tức là màn hình thông tin đấy, về thông tin cái project thôi. Mình bắt đầu xuất ra một cái báo cáo nào đó này. Ví dụ ở đây các bạn chọn mark trộn là mark trộn 1 thì bao gồm các cái thông số như là đá, cát, nước, bụi da, xi măng. Thì các cái thông số này được tính bằng kg ấy, hay là lít thì tùy. Ở đây có 3 cái mark trộn. Và khi mà xuất ra cái báo cáo thì nó sẽ thành một cái file Excel. Và cái file Excel đó thì bao gồm cái tên báo cáo này, report, và tên ngày cái xuất báo cáo này, thời gian xuất báo cáo này, thời gian xuất báo cáo như là 21:09:16 và ngày là ngày 24/2/2017, và tên cái report. Thì đây mình thử cái một cái report nào đó. Ví dụ như tổng trọng lượng các bạn trộn được là 832 kg. Và tất cả các cái thành phần ở đây, ở đây chỉ là mô phỏng cho nên là nó không chuẩn với thực tế đâu nhá. Tức là các cái thông số này nó không chuẩn theo một cái mark nào đó. Mục đích là để cái hiểu được cái report thôi. Còn các cái thông số này các bạn không quan tâm. Thì quay sang cái màn hình report, ở đây bao gồm các cái thành phần ở đây rồi, thông số ở đây rồi. Bây giờ mình muốn xuất ra một cái file Excel như này luôn. Thì là các bạn chọn report và xuất báo cáo. Khi mà xuất báo cáo thì nó sẽ ra giao diện như này. Đấy, khi mà kết thúc rồi, xuất báo cáo xong rồi thì các bạn quay trở lại cái folder, folder chứa báo cáo ấy. Ở đây thì tên report này, rồi ngày 24/2, 21:14, đúng không? 9:14. Các bạn open lên và xem cái kết quả. Đây thì các bạn thấy ở đây là thời gian này, ngày lập biểu này, tức là hôm nay, và thời gian xuất báo cáo là 9:14:42. Và trọng lượng của các cái thành phần xi măng, đá, nước, cát, bụi da vân vân thì là nó biểu diễn ở đây. Và tổng trọng lượng là như này. Và mỗi đơn giá mỗi kg là bao nhiêu, và nó sẽ tính ra tổng ở đây. Thì các bạn so sánh một tí về bên này. 558 là tổng đúng không? 220 xi măng, đá lớn 1400 và nước 280. Cát là 930 và bụi da 130, đúng rồi. Bây giờ mình xuất thêm một cái báo cáo khác chẳng hạn. Information trở về main screen đi. Thay đổi các cái thông số này. 2000 chẳng hạn, 400 chẳng hạn. Đấy, cứ thay đổi. Và quay lại cái main screen đi. À, quay lại cái report. Thì ở đây là 240, 1100, 2000, 120, 558. Thì mình thay đổi một tí về cái tổng trọng lượng, 747 đi. Cái này nó hiển thị không chuẩn, để mình đổi một tí nhé. Tại vì mình chưa gắn cái tag kia. Mình chọn là total width đi. Đấy thì bây giờ là 747 rồi, đúng không? Và bây giờ mình muốn xuất cái báo cáo này ra Excel.
thì nó sẽ đây là giao diện làm việc xuất báo cáo. Và đây quay lại cái folder report thì 21 giờ 17 phút đúng không? Thì nó xuất ra 57 giây. Bây giờ các bạn mở lên để xem. Đấy, 21 giờ 17 phút là 57 giây thì là trọng lượng như này 240 1100 400 2000 120 và tổng như này. Thời gian rồi ngày. Đấy, đây là một cái báo cáo hoàn chỉnh. Khi mà các bạn xuất bằng tay, bằng cái nút nhấn hay là bằng cái một cái chức năng bằng tay đấy. Và ngoài ra thì nó còn có chức năng tức là cái xuất báo cáo tự động. Thì xuất báo cáo tự động tức là như thế nào? Tức là khi mà cái van xạ này bắt đầu xạ và cái tổng trọng lượng trong bình, trong cái bồn trộn này nó về không, thì nó sẽ xuất ra một cái báo cáo lúc đó mà không cần thao tác bằng tay. Ok, mình mô phỏng nhé. Tức là trọng lượng đang trộn là như này này, total width như này. Và bây giờ mình mở cái van xạ ra, open cái van xạ lên. Và khi mà cái van xạ này mở ra thì trọng lượng nó sẽ giảm xuống theo thời gian, đúng không? Và khi mà trọng lượng nó giảm về không thì nó sẽ tự động xuất ra một cái báo cáo. Đấy. Thời điểm lúc đó luôn. Vào thời điểm là 9 giờ 21 phút. Đấy thì các bạn thấy ở đây là 21 giờ 21 phút này. Open lên. Đấy, 9 giờ 21 phút PM và thời gian là hôm nay. Cái trọng lượng là như này. Cái thành phần là như này. Không thay đổi đúng không? 674. Tức là cái mẹ trộn này nó tổng trọng lượng là 674. Ok, mình thử lại nhé. Bây giờ tổng trọng lượng của cái mẹ này là 726. Thì bắt đầu mở van xạ. Lúc đó trọng lượng sẽ giảm xuống theo thời gian. Và mình cho giảm xuống, giảm về không. Trọng lượng giảm về không thì nó bắt đầu xuất báo cáo. Đấy. Các bạn sẽ thấy ở đây là thời gian là 21 giờ 22 phút. Nó tự động xuất ra một cái báo cáo 9 giờ 22 phút. Và các cái thông số lúc đó là 726. Đấy. Thì đây là hai cái chức năng xuất báo cáo tự động và bằng tay theo một cái form kích thước như các bạn mong muốn.